quý chị và các bạn đã đến với kênh Phước Sửu Realtor. Hiện tại thì Phước Sửu đang đứng tại căn hộ nhà mẫu, căn hộ Soletorai Nhà Bè. Hiện tại là căn hộ nhà mẫu cũng rất là đông khách. Chủ đầu tư sẽ dự kiến sẽ là giới thiệu dự án vào ngày 28/11 sắp tới. Nên là quý anh chị có nhu cầu tìm hiểu về căn hộ thì liên lạc với đội ngũ phòng kinh doanh chúng tôi. Phòng kinh doanh chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp tất cả những cái thắc mắc, nhu cầu của khách hàng và mong quý vị và quý anh chị tìm được những căn hộ phù hợp nhất tại dự án Soletorai Nhà Bè. Hôm nay Phước Sửu xin giới thiệu đến với quý các bạn và anh chị một căn hộ cao cấp, một trong những dự án hot nhất đang làm mưa làm gió ở thị trường bất động sản khu Nam. Đó là dự án căn hộ Soletorai tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối huyện Nhà Bè, quận 7 và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chắc hẳn quý anh chị và các bạn cũng biết đến cái căn hộ Soletorai ở Nhà Bè trong thời gian gần đây. Để biết và đánh giá và đầu tư vào một dự án thì ngoài yếu tố quan trọng đó là vị trí của dự án thì còn một yếu tố quan trọng không kém, đó chính là chủ đầu tư. Và sau đây Phước Sửu xin giới thiệu với quý anh chị chủ đầu tư của căn hộ Soletorai, đó là công ty cổ phần Phú Lộc, là sự kết hợp liên minh giữa Keppel Land và công ty Phú Long Land. Keppel Land là công ty bất động sản thuộc tập đoàn Keppel, một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất Singapore, với các ngành kinh doanh chính là dầu khí và hàng hải, cơ sở hạ tầng và bất động sản. Keppel Land là một trong những nhà đầu tư bất động sản tiên phong và lớn nhất tại Việt Nam bởi một danh mục đầu tư bất động sản đa dạng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, bao gồm các cao ốc văn phòng hạng A, các căn hộ dịch vụ và các dự án đô thị phức hợp, để tiếp nối thành công vang dội tại các dự án căn hộ cao cấp như Estella 2, Palm City, Riviera Point, Keppel Land, tiếp tục đầu tư và phát triển vào khu căn hộ cao cấp tọa lạc ngay trung tâm Nam Sài Gòn trên quỹ đất công ty Phú Long Land. Một chủ đầu tư đã có rất là nhiều thành công vang dội, các dự án như biệt thự Kim Long, khu Gold văn phòng PVGas Tower, biệt thự phố kinh doanh Ngân Long, khu căn hộ Phú Hoàng Anh, khu căn hộ phức hợp Dragon Hill Residence, khu biệt thự song lập vườn Dragon Park. Ngoài uy tín của chủ đầu tư thì chúng ta phải kể đến những cái hệ thống tiện ích dịch vụ nội khu tại dự án căn hộ Soletorai, mang đến cho cộng đồng cư dân một cuộc sống tiện nghi, đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống thường nhật và khi bước chân ra khỏi nhà. Có thể kể đến như một cái hồ bơi dài 50m, hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, hồ bơi trẻ em tổng chiều dài hồ bơi là 150m², khu vực hồ bơi nước hải tặc dài 50m, khu vui chơi kính vạn hoa, ghế phơi nắng trên cỏ, nhà cây, khu thư giãn, mái che, công viên thú cưng, thác nước cảnh quan, khu tiệc nướng, trung tâm thương mại, phơi nắng cạnh hồ bơi, chòi tắm nắng cạnh hồ bơi, khu cắm trại cộng đồng. Chưa kể dự án sở hữu riêng một block house 3 tầng ngay tại trung tâm tiện ích vô cùng lớn, rộng 1.500m², được xem là block lớn nhất tại khu vực Nam Sài Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt mở bán đầu tiên của chủ đầu tư sẽ mở bán hai block. Block thứ nhất là block T4 và block thứ hai là block T5. Trong block T4 được bàn giao thô và giá hiện tại khoảng từ 40 là đối với block T4, và block hoàn thiện cơ bản là T5 giá khoảng 55 triệu một mét vuông. Hiện bàn giao thương mại dự kiến vào quý 4/2023 với lịch thanh toán tiêu chuẩn và lịch thanh toán trả chậm cho căn 3 phòng ngủ. Với lịch thanh toán linh hoạt cũng như chính sách bán hàng cực tốt đợt này, hy vọng dự án căn hộ Soletorai là một trong những điểm nhấn giúp cho khách hàng đầu tư và những khách hàng an cư, chúng ta có thể sở hữu được một căn hộ tốt nhất tại khu Nam Sài Gòn.
anh chị có thể nhận thêm nhiều thông tin về bảng giá cũng như chính sách bán hàng. Like và subscribe kênh để bộ phận bên em có thể hỗ trợ và gửi đến anh chị những cái thông tin của dự án một cách tốt nhất. Cảm ơn anh chị đã quan tâm đến kênh Phước Sửu Realtor. Chúc anh chị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.